Hello mấy bạn, đây là đôi Gigi 350 Brest aka Hùng Xe Đạp. Nè, thấy, mấy bạn thấy không? Mở ra là mấy bạn đầu tiên sẽ thấy cái đôi giày. Mở ra đây. Từ từ nha. Đôi này thì rất là đặc biệt. Trong cái hộp nó có một chiếc bên trái với một chiếc bên phải. What? Cái chiếc bên trái thì nó sẽ ngược lại với chiếc bên phải. Thì nó cũng y chang như những cái thiết kế trước của Gigi thôi. Đó, đầu tiên là về đế bút. Đế bút thì chắc là mấy bạn cũng không có xa lạ gì rồi, đi rất là êm. Còn cái phần thân trên của nó được làm bằng vải. Nè, mấy bạn thấy không? Có cái chữ để vậy mấy bạn đâu thấy. Ủa, tao bắn mày á. Sublime 350 viết ngược lại. Còn cái đít thì có cái này nè, có cái đường chỉ màu đỏ hết rồi. Nó chỉ có là cục đen thui với có cái chữ màu đỏ vậy thôi. Bởi vậy á, đôi này rất là dễ phối đồ, rất là dễ diện luôn. Ủa gì mà review cục xúc vậy anh? Mới có 1 phút mười mấy giây vậy? Ủa? Mới có 1 phút mấy thì hết clip vậy hả? Thôi bây giờ chỉ cách phối đồ với đâu đó đi anh. Đôi này dễ mà. Mà thôi chỉ cũng được. Đó, mấy bạn thấy không? Đôi Gigi Brand này rất là dễ phối đồ luôn. Mình có thể mặc đồ thể thao cũng được, mặc đồ jean cũng được, từ quần ngắn cho tới quần dài. Nè, quá trời cách để mà mình phối đồ luôn. Hoặc là cái phối màu của nó là cái phối màu đen đỏ, super easy. Chỉ cần mình thấu một cây đen thù lùi cộng thêm một vài cái điểm nhấn màu đỏ, hoặc là một cái cây đỏ 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 chỉ có vài cái điểm nhấn màu đen, hoặc là một cái màu nào đó làm cái chủ đạo cái màu đen với màu đỏ này làm nên, rất là dễ đúng không nè. Ê, cái clip nãy đủ dài chưa mày? Mạnh cục xúc thiệt á, review mới chưa tới được 2 phút nữa nó xong rồi. Bây giờ có cách làm cho clip nó dài dài hơn không? Bây giờ anh làm thêm cái gì đó đi. Ê, sáng nãy Hùng Xe Đạp á, thì giờ làm thêm đôi Jordan Brand luôn nè. Đó, cho nó full một. Ê á, thì mình đang có rất là nhiều Jordan. Mình có từ Jordan cổ cao cho tới Jordan cổ thấp. Ví dụ như đây là màu xanh may mắn, tie dye, màu xám đen trắng, màu bảy màu, màu quả ổi, màu đen trắng, màu Brand, hôm nay mình sẽ nói con này. Màu xanh gì đó, màu quả ổi, màu hồng Binzi, màu sáp trắng, màu bể màu, màu trắng camo, màu xanh baby blue, màu xanh lè, màu bể màu. Cái nào bây giờ đẩn mà hôm nay á, mình sẽ nói chi tiết về cái đôi này. Jordan Brand aka Hùng Xe Đạp. Đến với đôi Brand á, này, mấy bạn biết tại sao có chữ Brand không? Chữ Brand á, có nghĩa là chữ bờ là từ chữ black, còn chữ red đó là chữ màu đỏ. Brand có nghĩa là đỏ đen, đó, kiếp đỏ đen. Kiếp đỏ đen như anh Duy Mạnh luôn. Nè mấy bạn thấy không, cái đôi giày á thì màu đen, chỉ có những cái như dấu suốt phần da cái đế là màu đỏ thôi, cùng với cái phần sole nè là màu trắng. Mình cũng không biết tại sao này mà màu trắng nữa đó, thì cái chỉ có một cái chi tiết này là màu trắng trên đôi giày thôi, còn lại là đỏ đen hết, từ cái đôi giày cho tới cái đế, cho tới cái tem này luôn, cho tới cái lót giày, tất cả đều là kiếp đỏ đen. Ê, đủ 5 phút chưa mày? Giờ chắc chưa đâu, nhưng mà em thêm vài cái vô chắc được á.